Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Hôm nay thì dạo thời gian gần đây thì của chúng em có một chút việc bận gia đình. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới làm lại được. Đó, mở cửa hàng lại được và dọn rửa cho các bác một lô máy cưa xích. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô G các bác nhá. Đó, hàng trên là những dòng máy cưa tay cụt, những dòng máy cưa mà leo cành tỉa nhánh đồ linh tinh các bác nhá. Đó, còn hàng dưới là những dòng cưa tay dài chuyên để sử dụng về sử dụng gia đình, cắt tỉa cành nhánh đồ linh tinh ở dưới đất các bác nhá. Đó, và hôm nay thì cả chúng em có một cây máy cưa Sittin 023C, một con máy cưa khai thác tầm trung ạ. Đó, đánh dấu ký tự ở lô G từ G1 tới G14 này, tổng cộng có gồm có 14 con. Máy móc là hàng bãi Nhật nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Hôm nay thì cả chúng em cùng có là một máy cưa Estin 023, đó, một con máy cưa Echo tay dài Curit Grand, đó, một con máy cưa Hitachi, đó, tay dài, một con máy cưa Echo Curit 3300, một con máy cưa Echo Curit 3000, một con máy cưa Shindaiwa, đó, Echo Curit. Rồi, lên đây là những dòng máy cưa tay cụt các bác nhá, một con máy cưa Ryobi tay cụt cực kỳ đẹp, tình trạng máy như thiếu thùng luôn các bác nhá. Một con máy cưa Tananka qua VIP luôn ạ. Echo Curit Grand này ạ. Đó. Và một con máy cưa Tananka có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Một con máy cưa xích Makita công suất cực kỳ lớn. Đó, công suất gần như là lớn nhất trong phân khúc máy cưa tay cụt rồi. Đó, một con máy cưa Ryobi máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, một con cuối cùng là con Tananka. Rồi, vào cửa hàng chúng em để đỡ làm mất thời gian của các bác thì cửa hàng chúng sẽ đặt máy quay xuống test nổ từng con một cũng như giới thiệu chi tiết từng con một các bác nhé. Dạ vâng, con máy đầu tiên được ký hiệu là con G1 các bác nhé. Một con máy cưa Estin 023C, một con máy cưa mang thương hiệu của Đức Made in Germany các bác nhé. Đó, máy móc tình trạng quá đẹp luôn ạ, tình trạng như thiêu thùng luôn các bác nhé. Hàng siêu tầm lâu lâu mới có được một con VIP và chất lượng như này thôi. Có tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này, núm buông xăng phụ cực kỳ tiện lợi, dễ lên xăng. Có tích hợp xả áp ở đây luôn các bác nhá. Xả áp ở phần góc này luôn ạ. Đó, mặt tiền của nó đây ạ. Con này nói chung là siêu siêu đẹp, tình trạng như siêu tầm luôn các bác nhá. Quá đẹp, tay nắm giật to bản này. Con này thì cả chúng em bán với giá là 4.300.000 các bác nhá. Estin 023C nòng 40mm công suất 40cc. Dạ vâng, làm con này mặt cắt của nó là được 3 tấc 2 các bác nhá. Mặt cắt là được 3 tấc 2. Ok, chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Máy móc nổ thì cực kỳ êm luôn các bác nha. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên ạ. Con G1 giá 4.300.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng cả phụ kiện. Dạ vâng, qua tiếp là con G2, một con máy cưa Echo Curit Grand các bác nha. Thương hiệu quá nổi tiếng rồi, hàng Nhật nội địa các bác nha. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là G2, giá 2.050.000. Có tích hợp núm buông xăng phụ ở phần trên này cho các bác luôn, rất là tiện lợi, dễ dàng lên xăng. Đó, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Một con máy cưa công suất 34cc, rất là tiện lợi về cho các bác nhỏ nhẹ, cho các bác nào mà sử dụng gia đình cắt tỉa nhánh cành đồ linh tinh, dọn vườn đồ linh tinh đấy ạ. Đó thì cực kỳ tiện lợi luôn. Con này thì em nghĩ tầm khoảng cân nặng chỉ khoảng 4 kg thôi. Dạ vâng, mặt cắt của con này là được 40 phân phần lam xích các bác nhá. Lam xích là được 40 phân.
40 phân về phần 5 xích. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn ạ. Giá 2.050.000 các bác nhá, cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện ạ. Một con máy cưa rất là nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhá. Dạ vâng, qua tiếp là một con G3, một con máy cưa Hitachi, nòng của nó là 35 ly các bác nhá. Hitachi ạ, một con máy thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi, cũng là dòng Nhật nội địa luôn. Hai ốc lam bản trực tiếp bằng khóa 10. Đó, làm con này mặt cắt là được 30 phân. Mặt cắt được 30 phân các bác nhá. Cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Nhẹ hệ cưa tay dài cho các bác về sử dụng gia đình ạ. Đó, một con máy cưa Hitachi cực kỳ nhỏ nhẹ mang thương hiệu của Nhật, giá 1.950.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Đó, bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rốt và một tô vít chỉnh. Giá ký tự là con G3. Các bác nào muốn đặt hàng thì hãy đọc cho em cái mã ký tự mà em đã đánh dấu trên từng con máy rồi các bác nhá. Chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi, qua tiếp con G4. G4 là một con máy cưa Echo Curit 3300, công suất 33,4cc các bác nhá. 33,4cc mang thương hiệu của Echo thì cực kỳ bền luôn rồi. Hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10, làm con này mặt cắt được 30 phân. 30 phân, giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn ạ. Cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng lấy xăng. Dạ rồi, cái đấy là con G5. G5 là một con máy cưa Echo, cũng nó cùng thương hiệu, cùng phân khúc với con G4 luôn các bác nhé. Nhưng mà con G5 này thì công suất yếu hơn một tí xíu á. Con này thì công suất của nó là 30cc, còn con G4 là công suất của nó là 34cc các bác nhé. À, 33cc. Con này là Echo Curit 3000, nhưng mà con này thì lại nó lại được tích hợp cho các bác là một cây lam Latin. Đó, một cây lam Latin ạ. Cực kỳ chất lượng luôn các bác nha. Đó, dòng lam Latin nguyên zin nguyên bản, hàng chuẩn chính hãng đó. Lam là lam zin luôn đấy ạ. Đó. Con này mặt cắt cây lam là được ...37 phân các bác nha. 3 tức 7 đấy ạ. Đó, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác. Echo 3000. Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. Các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. G5 các bác nhá, một con máy cưa Echo Curit G5. Dạ rồi,
một con máy cưa tay dài hiệu Shindawai các bác nha. Shindawai có tích hợp núm bơm xoong phụ này, máy móc cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ, nhạy nổ, e gió tự động, đó, e gió tự động, bóp cái là tự nảy về các bác nhá. Con này thì nó là một ốc lam, nhưng mà một ốc lam lớn các bác nhá, ốc lam 13 luôn ạ, rất là nhỏ nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá, 30 phân, hiệu Shindawai. Các bác nào mà thích về thương hiệu này thì có thể lựa chọn con này, bởi vì thương hiệu con này thì quá là cực kỳ VIP luôn rồi. Có lẽ là sự các bác ở miền Tây có lẽ không còn xa lạ gì nữa về dòng này nữa rồi các bác nhé. Giá con này là 1.950.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện cho các bác. Dạ vâng, tiếp đến là một con G7. Một con G7 là máy cưa Echo Rit 3000 các bác nhá. Đó, con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. Làm con này mặt cắt là được bao nhiêu phân đây ạ? Dạ, 37 phân các bác nhá. 37 phân mặt cắt. Đó, 37 phân mặt cắt. Công suất của con này là 30cc, tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Đó. Núm bơm xoong phụ đầy đủ các bác nhá. Máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp, nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc. Giá 1.900.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác. Đánh dấu ký tự là con G7 các bác nha. Dạ vâng, lần lượt thì bây giờ thì qua con đã phần hết phần những dòng máy cưa tay dài rồi. Các bác nào mà hay cắt tỉa cành ở bên dưới đất thì các bác nên chọn lựa chọn những con máy cưa tay dài vừa rồi các bác nhé. Còn đây là những dòng máy cưa tay cụt. Những dòng máy cưa tay cụt này là sao ạ? Là nhỏ nhẹ để cho các bác mà hay leo trèo trên cao đây. Hay leo trèo trên cao, trên thang, đồ linh tinh, hoặc là hay leo lên cây để tỉa nhánh, tỉa cành, đồ linh tinh các bác nhá. Đó, con này là máy cưa Ryobi, cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ. Máy móc sưu tầm quá VIP luôn. Cầm một tay sử dụng thoải mái. Lam con này thì khá là nhỏ gọn. Lam con này mặt cắt của nó là được 30 phân các bác nhá. 30 phân. Ký hiệu là con G8, giá 2 triệu đồng. Đây, cho các bác xem qua, dây giật của nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Dây giật quá VIP luôn các bác nhá. Con này thì tình trạng là như mới luôn, như thiếu thùng luôn. Ốc lam vàng ươm luôn các bác nhá. Lâu lâu mới có thể sưu tầm được một con mà đẹp nhức nách như thế này thôi ạ. Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xoong phụ cho các bác luôn. Ryobi, công suất của nó là 30cc, rất là nhỏ nhẹ cho các bác phải sử dụng gia đình. Đó, cắt tỉa nhánh cành linh tinh. Con này em nghĩ là cân nặng của nó thì chắc chỉ khoảng gần 4kg thôi. Đôi khi là chưa tới 4kg luôn các bác nhá. Dạ vâng, kế đến là con G9.
G9 là một con máy cưa Tananka, công suất 33cc, giá con này là 1.850.000. Đó. Máy móc cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Các bác nào mà đã theo dõi cửa hàng chúng em rồi thì cũng đã biết là cửa hàng chúng em thì chuyên bán những dòng máy cưa đẹp. Những dòng máy cưa xấu hoặc những dòng máy cưa giá rẻ thì cửa hàng chúng em cực kỳ ít bán. Nên là khi lên video thì đa số con nào cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Và cam kết cho các bác là máy hàng chưa bung chạm máy móc, máy móc tình trạng nguyên zin. Ok, chúng em xin phép giật test nổ con G9. Con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn. Có núm bơm xăng phụ các bác nhá. Làm con này dạ mặt cắt là được 35 phân ạ. Mặt cắt con này được 35 phân các bác nhá. Làm xích nguyên zin nguyên bản của nó hết. Giá 1.850.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng em phụ kiện các bác nhá. Dạ vâng, kế đến là con G10. Một con G10 hôm nay thì cửa hàng chúng em có một cây máy cưa Echo Curit Grand. Đó, GC301, máy móc tình trạng cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp. Con này quá đẹp luôn ạ. Đó, tại sao mà hôm nay thì cửa hàng chúng em có con này là xả luôn các bác nhá. Giá đúng của cây máy này là 2.000.000. Hôm nay chúng em gạch xả cho các bác giá 1.700.000. Tại vì sao ạ? Tại vì sao mà xả giá rẻ? Máy móc con này quá đẹp rồi đúng không ạ? Có mỗi phần chỗ này thì nó bị cháy xém một tí xíu thôi. Đấy, cái này là do chủ cũ mà người ta không biết đấy. Người ta cứ thắng xích này lại, thắng xích người lại, xong người ta nẹt, người ta nổ máy, nên là cái này nó nóng quá là nó bị chảy ra. Đó, nhưng mà bây giờ thì nó không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Nó chỉ cái này nó về xấu về phần ngoại hình một tí xíu thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cả. Tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10. Máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó, xả giá rẻ cho các bác về sử dụng. Làm con này mặt cắt được đã 35 phân các bác nhá. Mặt cắt được 35 phân, một con máy cưa tay cụt Echo Grand. Đó, đánh dấu ký tự là G10. Kỳ nhạy nổ luôn các bác nha. Một con máy cưa Grand Echo Curit, giá 1.700.000. Dạ rồi, tiếp đến là một con G11. Đó, G11 là một con máy cưa duy nhất trong lô mà ngày hôm nay là những dòng máy cưa tay cụt có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhá. Giá con này là 2.100.100. Máy cưa hiệu Tananka, tích hợp một ốc lam. Đó, nó lại tích hợp chụp giật trợ lực cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ. Làm con này mặt cắt được 35 phân. Mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Con máy cưa hiệu Tananka giật cực kỳ nhẹ nhàng, nhạy nổ. Dạ vâng, qua tiếp là con G13 các bác nhá. G13 là một con máy cưa Ryobi tay cụt tiếp, máy móc tình trạng như sưu tầm luôn các bác nhá. Giá con này là 2.000.000 ạ. Làm con này mặt cắt là được bao nhiêu phân đấy ạ? Dạ, mặt cắt con này là được 35 phân các bác nhá. 35 phân, tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Máy móc tình trạng quá đẹp luôn các bác nhá. Đó, con này thì không chê điểm gì rồi, có núm
Dạ vâng, cuối cùng trong con máy ngày hôm nay là một con máy cưa Tananka tay củ tia các bác nhá. Con này thì công suất 30cc, máy móc tình trạng quá đẹp luôn ạ. Ngoài trời thì bây giờ nó đang cũng đã quá tối rồi, thì cả chúng em xin phép quay nhanh để cho các bác tham khảo để tối nay lên kịp video các bác nhá. Tích hợp một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn ạ. Con này quá đẹp luôn các bác nhá. Tình trạng 90% nữa. Giá 1.800.000. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng nha. Làm con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. 30 phân ạ. Đó. Dạ, ký tự nó là con G14. G14 ạ. Đó, rồi, và cửa hàng chúng em vừa nãy đã test nổ một lô máy cưa xích này rồi các bác nhá. Các bác nào mà đã ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu lên từng con một các bác nhá. Các bác để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Cửa hàng chúng em ship tận nhà cho các bác luôn ạ. Đó, không cần cọc, không cần cọc các bác nhá. Cửa hàng chúng em không cần cọc hàng, tới kiểm tra hàng đúng máy trên video, nhận hàng, test nổ thoải mái, ưng ý thanh toán cho shipper giúp cửa hàng chúng em. Đó, và đơn vị cửa hàng chúng em nhờ gửi là giao là bên bưu điện các bác nhé. Bên bưu điện thì người ta ship đến tận nhà cho các bác luôn. Ở đâu thì cửa hàng chúng em cũng có thể ship code được hết các bác nhé. Đó, hôm nay là tổng cộng máy móc quá đẹp luôn các bác nhé. Và giá con cửa hàng chúng em đã báo giá là tất cả trên video hết rồi. Đó, các bác xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em, các bác ưng ý con nào còn rồi tua đi tua lại giúp cửa hàng chúng em các bác nhé. Và lô máy ngày hôm nay là cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc, hàng chưa bung chạm máy móc, và linh kiện sửa chữa cũng cực kỳ dễ dàng các bác nha, cực kỳ dễ dàng, nên là các bác không cần phải lăn tăn là đến nữa hỏng hóc phải có đồ đạc để sửa không. Thì những dòng này là những dòng máy cưa hàng rất là đời mới, nên là linh kiện sửa chữa cũng thay thế cũng cực kỳ nhiều, các bác không cần phải lo các bác nhá. Máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh, test nổ, dọn nổ rất là nhiều lần rồi, nên là tới tay các bác thì các bác hoàn toàn yên tâm là máy móc ngon lành các bác nhá, không cần phải chỉnh hay là sửa chữa thêm bất kỳ gì nữa. Rồi, lời nói cuối cùng thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào tới các bác một buổi tối vui vẻ. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.